Hải Phòng, COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, lây lan nhanh trong cộng đồng, nguy cơ bùng phát diện rộng. Dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang có diễn biến hết sức phức tạp và lây lan nhanh trong cộng đồng. Dịch bệnh đã xâm nhập nhanh chóng, sâu rộng vào nhà máy, trường học, các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, đặt thành phố trước nguy cơ, sự đe dọa bùng phát dịch trên diện rộng. Ngày 8 tháng 12, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang đã ký ban hành chỉ thị số 09/CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu suất hiệu quả dịch COVID-19. COVID-19 xâm nhập nhanh chóng vào nhà máy, trường học. Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội các cấp đã chủ động, kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 128/NQ-CP và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, qua đó từng bước khôi phục, phát triển kinh tế, xã hội, duy trì được mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp và lây lan nhanh trong cộng đồng. Chỉ từ ngày 23 tháng 11 năm 2021 đến nay, thành phố Hải Phòng đã ghi nhận 1.334 ca F0 trong cộng đồng. Trong đó có các ổ dịch lớn tại quận Hồng Bàng, huyện Tiên Lãng và nhiều điểm có dịch ở các quận, huyện. Dịch bệnh đã xâm nhập nhanh chóng, sâu rộng vào nhà máy, trường học, các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, đặt thành phố trước nguy cơ. Sự đe dọa bùng phát dịch trên diện rộng, đặc biệt khi nhiều tổ chức, cá nhân còn rất chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch. Các hoạt động có tập trung đông người vẫn được tổ chức thường xuyên ở nhiều nơi, triển khai thực hiện mô hình trạm y tế lưu động tại tất cả xã, phường, thị trấn. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cấp ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện nghiêm các nội dung sau. Một là, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung cao hơn, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương, đơn vị. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố, hướng dẫn của ngành y tế và các ngành chức năng, phát huy tính chủ động, linh hoạt, đề ra các giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, triển khai thực hiện mô hình trạm y tế lưu động tại tất cả xã, phường, thị trấn, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, thực hiện cách ly y tế, quản lý, theo dõi, khám và điều trị F0 tại nhà theo hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của thành phố. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch COVID-19, nhất là thực hiện nghiêm các biện pháp 5K của Bộ Y tế, tuyệt đối tránh tâm lý chủ quan sau khi tiêm vaccine, để mỗi người dân phải ý thức được rằng sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng là trên hết, khi có yếu tố dịch tễ, triệu chứng, biểu hiện của bệnh cần chủ động liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn, khám, cách ly, điều trị kịp thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng chống dịch, nhất là tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà hàng, quán ăn, cơ sở lưu trú, dịch vụ, thương mại, các hoạt động, sự kiện tập trung đông người. Công chức phải gương mẫu, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Hai là, các cơ quan, địa phương, đơn vị trong toàn thành phố tuyên truyền, quán triệt, vận động, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức, gương mẫu đi đầu nêu gương trong phòng, chống dịch, hạn chế tối đa việc tổ chức, tham gia các hoạt động có tập trung đông người, nhất là việc hiếu, việc hỷ, tiệc liên hoan, hoạt động tín ngưỡng, tích cực vận động người thân và nhân dân cùng thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị. Chịu trách nhiệm trước cấp trên nếu chủ quan, lơ là, không quyết liệt trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, đơn vị. Bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Ba là, ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, đồng thời tích cực hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế. Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đẩy mạnh công tác phối hợp bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, sẵn sàng có các biện pháp tăng cường, ứng phó trong trường hợp dịch lan rộng. 4 là, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội các cấp, nhất là tại cơ sở tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, hội viên và nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 5 là, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí ủy viên Thành ủy tăng cường chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch ở địa phương, đơn vị được phân công phụ trách, thường xuyên đôn đốc,
kiểm tra việc thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.